má khó bây giờ hãy cùng học tiếp bài 13 từ với phần tiếp theo của bài 5 quyển 1 Trước tiên hãy nghe và nhắc lại từ công việc làm việc cung rủa cung cung rủa rủa cung rủa cung rủa Âm hán Việt là công tác. Công việc rất bận. Công rùa khẩn máng. Công rùa khẩn máng. Công việc không bận. Công rùa bủ máng. Công rùa bủ máng. Công việc bận không? cung rùa máng mà. Cung rùa máng mà. Bạn công việc bận không? Nghĩ cung rùa máng mà. Nghĩ cung rùa máng mà. Không bận lắm, Nguyên Văn Lá không quá bận. Bú thải máng. Bú thải máng. Hay hỏi, anh công việc bận không?

身体、体、身体、身体、身体、好好对奶奶好冲体、身体、身体、身体、身体、身体、 Tốt không, khỏe không? Khó mắt. Khó mắt. Sức khỏe tốt không nguyên văn là thân thể tốt không? Sân thí khó mắt. Sân thí khó Hãy hỏi lại, anh công việc bận không? nhỉ công ở máng mắt. Nì工作 máng mà không bận lắm bú thải máng bú thải máng sức khỏe tốt không sân thiết khó má sân thiết khó má rất tốt cảm ơn 很好，谢谢。很好，谢谢。hãy nhắc lại anh c ó n việc bận không? o m không? o m m Không bận lắm. 不太忙。

汉语不太难三点。去银行取钱。今天星期几？明天。我回学校。 xin lỗi. tuổi bù chỉ. đây là thầy giáo phương. 这是王老师。这是王老师。mời vào. 请进。bố. 爸爸。 ngồi rủa cảm ơn xìa mời uống trà triển khơ trá đứng khách sáo bố cửa chỉ công việc bận không 工作忙吗四会都疼身体好吗